Hết Mina Hàn rồi tới Mina Việt à? Wow. React Captain hả? Nhưng mà tôi mới tìm ra được một cái có vẻ hay hơn rồi các bạn. Mỗi ngày một cô đấy nào. Best streamer in my heart. Cái gì quay đây? Thằng Đàm, Văn Tùng, bộ đôi khuấy đảo Garenana. Được. Hảo án. Hảo án. Cái này là tôi không... Tôi không... Không... Không biết phải nói như thế nào. Best streamer in my heart à? Nhưng mà các bạn, anh em, thật sự thì Mai cũng không phải là một người theo dõi bạn Văn Tùng như trước đây. Giống như là các bạn, thì các bạn có thể chia sẻ cho mình biết là ngoài MC Mina, Mina nói yêu mình đúng không? Khi Mina nói I love you với mình đúng không? Ngoài Giang Mi, cho anh tập với, ngoài Hằng Đàm, còn ai nữa? Liệt kê nốt đi, đừng để lâu lâu tôi đào ra một cái như thế này. Tôi mệt lắm các bạn ạ. Cái gì đây? Ai đây? Không biết nữa. Không biết nữa. Không. Không có nhớ. Rồi mày xong rồi. À! Mày chết, mày chết. Không, mình đâu có giận đâu anh em. Mình đâu có giận đâu anh em. Ai nữa đây? Chưa ngủ hả em? Anh không vậy? À, Giang My đấy hả? Sao? Ổn mà anh em, bình thường. Chả vấn đề gì. 2019 mà. 2019 cũng không lâu rồi. Nani? Hết Mina Hàn rồi tới Mina Việt à? Wow. Hóa ra là không chỉ Mina Hàn mà tới Mina Việt cũng không tha các bạn ạ. Làm gì? Tôi nhớ Diễm Mê quá con ơi. Nhà tôi có công với cách mạng, anh em nhờ tôi trước. Mình upstream nha anh em nhé. Hẹn gặp anh em vào ngày mai. Có gì ngày mai chúng ta sẽ cùng gặp nhau. Rồi rồi. Mày xong rồi.